Tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy thứ bảy này, Bạch Dương khiến nhiều người ấn tượng. Bạn luôn nhiệt tình bắt tay vào mọi việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đi đến đâu bạn cũng được mọi người yêu mến. Xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu các vệ tinh. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy thử trò chuyện với người ấy xem sao nhé. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư làm ăn có lợi trong ngày thứ bảy này, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 23 và 51. Hai Cung Kim Nhiêu Tử Vi 27 tháng 4 năm 2024 dự báo rằng Kim Nhiêu được mọi người yêu mến trong thời điểm ngày hôm nay, khi mặt trăng tạo thành góc 150 độ với sao Hải Vương là bởi bạn cực kỳ tốt bụng. Bạn có lòng cảm thông sâu sắc với mọi người xung quanh. Bạn chia sẻ với mọi người không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Cung Hoàng Đạo này muốn mọi thứ đến với mình một cách tự nhiên vì vậy mà bạn không tỏ thái độ quá vồ vập với bất cứ ai, nhưng khi có người tiếp cận, bạn cũng không chối từ. Tuy nhiên, đừng quá ngây thơ kẻo bạn sẽ vướng vào mánh của kẻ xấu. Không phải bất cứ ai cũng xứng đáng để bạn bỏ tiền ra giúp đỡ đâu. Con số may mắn của Kim Nhiêu ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 87 và 99. 3. Cung song tử song tử cần hạn chế việc phán xét người khác. Thay vào đó, hãy thử nhìn nhận mọi việc ở góc độ của người khác xem sao. Chỉ khi có cái nhìn đa chiều về vấn đề, bạn mới có thể đưa ra những quyết định chính xác, không phiến diện hoặc nông nổi nhất thời. Bạn nên kiềm chế bản tính nóng nảy của mình nếu không muốn người ấy cảm thấy sợ hãi đừng to tiếng mỗi khi mọi việc không tiến triển như đúng ý của mình. Hãy dành thời gian dành để nghiên cứu về các hoạt động đầu tư xem sao. Khi nào trang bị được đầy đủ kiến thức, bạn sẽ tránh được những nguy cơ. Con số may mắn của song tử ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 31 và 44. 4. Cung cự giả xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy cự giải cần cẩn thận trước nguy cơ bị lợi dụng trong ngày ngày thứ bảy này. Bạn quá dễ tin người. Hãy luôn kiểm chứng thông tin kỹ càng trước khi bắt tay vào làm việc gì. Bên cạnh đó, bạn cũng cần học cách đặt lòng tin chính xác. Bạn dành cho nửa kia những tình cảm chân thành nhất. Hai người thường xuyên trò chuyện với nhau dù quan điểm đối lập cũng giữ bình tĩnh chứ không cái cỏ. Các khoản thưởng trước kỳ nghỉ lễ khiến bạn có một túi tiền khá rủng rình. Tuy nhiên, bạn vẫn cần chú ý chi tiêu sao cho khoa học nhé. Con số may mắn của cự giải ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 77 và 89. Nam, cung sư tử trong ngày thứ bảy này, sư tử cần ý thức được rằng càng nóng nảy thì mọi việc lại càng trở nên khó giải quyết hơn. Đặc biệt là trong ngày mặt trăng hợp thành góc 45 độ với sao Hỏa như hôm nay. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp tâm trí đỡ căng thẳng. Bạn đã cố gắng suốt thời gian qua nên nay là lúc bạn có thể nghỉ ngơi có vẻ như bạn đang quá đề cao suy nghĩ cá nhân mà bỏ ngoài tay lời người ấy. Điều đó khiến cho mối quan hệ đôi bên dễ lâm vào trục trặc. Kỳ nghỉ lễ đã đến và bạn có thể sẽ tốn một khoản kha khá tiền cho các hoạt động ăn chơi, du lịch. Bạn không nên quá tính toán bởi đây là dịp để xả hơi. Con số may mắn của sư tử ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 23 và 51. 6. Cung xử nữ tử vi phương Tây cho thấy trong ngày thứ bảy này, xử nữ có thái độ tích cực trong mọi việc. Bạn duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, chẳng việc gì có thể làm khó được bạn. Thậm chí, bạn còn tìm ra những cách mới mẻ để thực hiện những công việc đã quá quen thuộc trước đây. Bạn luôn quan tâm lo lắng cho người ấy và mong rằng đối phương có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của mình. Nửa kia hẳn cũng đang rất hạnh phúc đấy. Túi tiền của bạn khá rủng rỉnh vì các khoản thưởng nóng. Nhờ thế mà bạn có thể thoải mái chi tiêu trong dịp nghỉ lễ dài ngày này. Con số may mắn của xử nữ ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 08 và 99. 7. Cung Thiên Bình Thiên Bình cởi mở với tất cả mọi người và điều đó càng được thể hiện rõ ràng hơn trong ngày mặt trăng tạo nên góc 120 độ với sao mộc. Các mối quan hệ rộng rãi giúp bạn làm việc gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Khi bạn gặp khó khăn, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ một tay. Tuy có mối quan hệ rộng nhưng bạn lại khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. Dù có đem lòng yêu mến một ai đó, bạn cũng không dám kéo gần khoảng cách. Khách hàng tấp nập giúp bạn kiếm về một khoản tiền kha khá. Nhờ khoản tiền này, bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 11 và 79. Tám cùng bỏ cạp bỏ cạp cần nghiêm túc hơn trong công việc đặc biệt khi đã hứa hẹn điều gì thì cần thực hiện chỉ khi thực hiện đúng như những gì đã hứa bạn mới tạo được lòng tin cho mọi người xung quanh có như vậy thì vị trí của bạn mới vững chắc bạn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới bạn nghĩ rằng thời gian chỉ dùng cho bản thân thôi cũng đã là không đủ cần gì phải quan tâm đến một người khác nữa cơ chứ các mối đầu tư không đáng tin cậy luôn tiềm ẩn xung quanh bạn. Vì thế, bạn cần hết sức cẩn thận, chớ vội vã làm giàu. Con số may mắn của bọc cạp ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 57 và 88. 9 cung nhân mã nhân mã muốn chứng tỏ giá trị bản thân bạn không ngại bắt tay vào mọi việc đừng quá nóng vội muốn thể hiện bản thân bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào làm mới tránh những sai lầm đáng tiếc bạn không nên giữ mối quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc bản tính trăng hoa có thể khiến cho nhiều người thật lòng với bạn phải chịu tổn thương đấy nếu muốn kiếm tiền về đầy túi bạn cần phải xác định được thế mạnh của mình. Chạy theo người khác chỉ khiến bạn lâm vào cảnh sôi hỏng bỏng không thôi. Con số may mắn của nhân mã ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 33 và 41. 10 cung ma kết tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo nói rằng ma kết có vẻ trở nên khá nóng này trong thời điểm này. Bạn sẵn sàng to tiếng với mọi người xung quanh. Chẳng công việc nào có thể hoàn thành thuận lợi nếu bạn cứ hành xử như hiện tại. Hãy thay đổi cách mình đối diện với vấn đề. Bạn và người ấy có thể xảy ra xung đột. Đừng để sự nóng này. Ương bướng của mình khiến mối quan hệ của hai người lâm vào tình trạng căng thẳng. Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong ngày thứ bảy này. Dù bạn có một khoản thường dùng dình xong bạn không định tiêu pha gì nhiều. Con số may mắn của Ma kết ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 08 và 99. 11 cung Bảo Bình tử vi 12 tròm sao Tây Phương chỉ ra rằng Bảo Bình muốn tự do làm mọi việc mình muốn trong thời điểm sao hỏa tạo một góc 60 độ với sao Thiên Vương như hôm nay. Bạn không muốn bị ai ép buộc. Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, bạn có thể làm bất cứ điều gì mình thích, như vậy bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vui vẻ và tươi đẹp hơn nhiều. Bạn đang quá, kén cá trọn canh, nên tìm mãi chẳng được người nào ưng ý. Chẳng có ai hoàn hảo 100% theo khuôn mẫu bạn đặt ra đâu, quan trọng là đôi bên phải biết dung hòa. Nhờ biết nắm bắt xu thế thị trường mà những ai buôn bán sẽ kiếm được một khoản kha khá. Bạn thậm chí có thể trở thành người đi tiên phong. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 23 và 41. 12, cung Song Ngư tử vi ngày mới cho biết, Song Ngư cần cẩn thận hơn trong cách nhìn nhận và đánh giá mọi việc. Trong ngày mặt trăng tạo thành góc 150 độ với sao Hải Vương, bạn rất dễ bị lừa. Không phải bất cứ ai tỏ vẻ gần gũi, thân thiết với bạn cũng là người tốt. Bạn cần tình tường mới nhận ra được ai chân thành với mình. Bạn cảm thấy thật cô đơn khi không được người ấy thấu hiểu. Để đôi bên có thể thêm hiểu về nhau, có lẽ bạn nên là người chủ động tâm sự nhiều hơn. Dường như bạn không mấy quan tâm đến chuyện tiền bạc. Bạn có thể dùng tiền để thưởng cho bản thân một món quà nào đó. Con số may mắn của Song Ngư ngày 27 tháng 4 năm 2024 là 19 và 54.